lắp ráp con sao cạc K10S 2018 và cái bộ mic PC K200. Tạm gọi nó là bộ Hline phiên bản 2018 đi. Vì nếu mà nói về Hline thì nó rất là ok. Và bây giờ, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta ráp mic đi ha. Ráp mic vào trước. Ở đây là cái phát mic của cái PC K200. Đây là cái chân kẹp bàn. Nhưng mũi combo nó có luôn cái chân kẹp này ha. Ok, đó, rất là nhanh. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn thấy dòng dây hai đầu này ha, một đầu chúng ta sẽ gắn vào cái cục phantom này, cái cục nguồn 48V, chúng ta sẽ gắn vào đây. Cái cục phantom này chúng ta cần phải cắm ổ điện cho nó. Đây mình cắm vô ổ điện, cắm ổ điện phải mở cái đèn lên sáng này. Rồi bắt đầu sẽ gắn vô mic. Đây bạn nhìn thấy rất là cái đèn ha, cái đèn kèm. Còn một dây nữa, đây các bạn nhìn thấy là dây này, còn dây hai đầu, một đầu như thế này, một đầu này chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ còn lại. Ok, bỏ qua bên. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ gắn vào cái con K10, gắn vô lỗ này, lỗ đầu tiên của con K10 ha, mình thấy cái lỗ đầu tiên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kết nối vô nguồn ở phía sau. Nó có hai cổng nguồn, một cổng nguồn đó là nó sẽ cầm dây này. Nếu chúng ta không có máy tính thì chúng ta cấp nguồn từ cái cổng này đi qua cục sạc dự phòng. Một cái cách thứ hai, một cái thứ hai, biện pháp thứ hai là chúng ta gắn vào cái cổng này. Một đầu chúng ta cắm vào máy tính để lấy nhạc, hoặc là chúng ta cắm lỗ này vô cục sạc dự phòng để lấy nhạc, lấy nguồn luôn cũng được. Còn bây giờ nó sẽ sáng lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ gắn cục dây live stream. Cục dây live stream ở đâu? Ở đây. Live stream ở đây. Các bạn nhìn thấy cục dây live stream ha. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Vào một trong hai cái cổng phía sau nó có hai cổng live stream, chúng ta có thể live cùng lúc hai máy cũng được. Ok. Gắn vào. Đầu nó ở đây, còn một đầu này chúng ta sẽ gắn vào cái điện thoại đó. Để tí nữa mình sẽ gắn. Còn đống này là cổng lấy nhạc. Để lấy nhạc đâu rồi? Nếu như trường hợp mà chúng ta lấy nhạc từ máy tính thì ta không cần lấy nhạc ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy nhạc từ đây. Bạn nhìn kỹ ha, đây là dây lấy nhạc. Và ở đây là cái lỗ, đây là lỗ mic ha. Kế cái lỗ mic là lỗ tai nghe hoặc là ra loa. Và hai cái lỗ bên đây, hai cái lỗ này là hai lỗ lấy nhạc, lấy lỗ nào cũng được, bất kể lỗ nào cũng được nha. Còn ngoài cùng này cũng là cổng tai nghe. Bây giờ mình sẽ gắn cái nghe vô. Thì nó tay nghe luôn. Ok. Giờ mình sẽ gắn vô điện thoại lấy nhạc. Và các bạn lưu ý ha, và cái âm lượng to nhỏ của nhạc là nó nằm ở trên cái điện thoại. Chúng ta tăng âm lượng lớn lên. Ok ha. Alo. Rồi có mic. À quên, bây giờ mình sẽ gắn cọng dây livestream này cho các bạn nghe nha.
con dây line này chúng ta gắn vào điện thoại cho các bạn nghe nhạc. Lộn đâu mất rồi. Mọi người đã nghe tiếng mic và nghe tiếng nhạc chưa? Kéo bằng gần đây. Alo, 1, 2, 3. Rồi, mọi người nghe ok chưa? Ở đây, còn ở đây là chúng ta chỉnh. Các bạn nhìn kỹ giùm mình nha. Ở đây ba nút đầu tiên đó là dặn ngược đây. Là lớn hết à. Cái nút này dặn ngược này là lớn hết cho mic. Đây là dặn check mic. Alo 1 2 3. Alo. Đây là lớn hết bass nè. Alo 1 2 3. Alo. 1 2 2 3. Alo. Ok, cái con này các bạn cứ dặn hết mát nó không bao giờ bị rè. Và cái bên đây là đầu tiên là dặn hết lớn hết là nó sẽ là cái cổng phone, cổng tai nghe của chúng ta. Cổng tai nghe của chúng ta kế là cái nút là mình chỉnh chế độ vang cho khán giả nghe khi mà chúng ta phát livestream, chế độ vang của khán giả. Còn cái cổng này là cho khán giả nghe lớn hay nhỏ. Đó, trong hai nút này. Cái camera ngược, các bạn chịu khó chú ý ha. Camera bay ngược nên là nó ngược đầu. Rồi, ở trên đây nó là có 6 chế độ vang. Các bạn cứ bấm cái nút này thoải mái. Alo, 1, 2, 3, ít vang nè. Alo, 2, alo, 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 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3. Rồi, cái này vang nhiều nè. Alo, 1, 2, 3. Đó, ok. Ở bên đây cái nút già trẻ bé. Alo, 1, 2, 3, alo. Alo. 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3. Đó, ok. Còn ở dưới này là tiếng súng bắn nè. Alo. Tiếng cười nè. Nè, tiếng vỗ tay nè. Đó, ok, nó đây là các hiệu ứng của nó. Ở đây là tắt echo nè, bấm đây tắt echo. Đó, cái này là tắt echo nè. Mở echo lên nè. Rồi, ok. Rất là đơn giản nha. Đầu tiên là cái nút mic nè. Đầu tiên là cái nút mic. Kế là cái nút tai nghe luôn. Và kế tiếp theo á, đây là cổng lấy nhạc nè. Ở đây cũng là cổng lấy nhạc nè. Ở đây là cổng tai nghe nè. Đó, ở đây là cổng tai nghe. Về echo số 1 vậy. Rồi. Nhớ ở đây là cổng tai nghe, đây là cổng lấy nhạc, đây là cổng lấy nhạc. Và ở đây là cổng tai nghe hoặc là cổng phone nè, đây là cổng mic nha. Rồi ở phía sau. Ở phía sau đây là cái cổng kết nối với livestream, kế bên là cổng kết nối với livestream, đây là cổng nguồn. Cổng nguồn cắm vô cục sạc dự phòng cũng được, cổng nguồn này á là cục sạc dự phòng hoặc là cắm vào máy tính lấy nhạc từ máy tính cũng được. Còn ở đây là cổng mic sau ly, ở đây nó là cổng nguồn. Cổng nguồn nữa là chúng ta cắm vào cục sạc dự phòng hoặc là con cốc sạc điện thoại cũng được. Ok. Ha, ở đây mic các bạn cứ dặn hết mát lên không sao, không có rè không ù gì hết. Mic nè, chết mic nè, bass mic nè. Đây là âm lượng tổng của mic nè. Alo 1 2 3, không bao giờ bị vỡ. Cổng tai nghe dặn là hết mát luôn, cũng không vỡ luôn. Con K10 này nó âm nó rất là đầy, rất là dày, cho nên các bạn hát hò thoải mái, yên tâm, không có sợ bị vỡ tiếng hay bị rè, bị ù gì hết. Đó, nút này là nút tắt livestream nè, cái nút này tắt livestream là bấm tắt echo, bấm vậy là nó tắt echo nè. Đó. Mở echo lên nè, đó, nút này là chọn chế độ echo, một, alo, 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 alo. Alo, alo, đó. Còn cái nút này á, những cái nút này á, là nó sử dụng khi sử dụng máy tính mình tắt cái đèn này, mình thu âm trên máy tính nó không ra được nhạc. Nút CT, mở đèn, thì mình thu ra vừa nhạc vừa lời. Nút này là tắt mic. Mất mic rồi đó. Rồi cái nút này là nút MC.
chúng ta không có gì sử dụng được khi mà lên mic là nhạc nó tắt đó. Còn cái lúc này nó chưa thấy có tác dụng gì, không thấy tác dụng gì hết. Rồi mấy cái này là hiệu ứng. Ok, cái này là tiếng cười nè, tiếng khán giả vỗ tay nè. Đó. Rồi ok, đơn giản phải không? Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với mình ha, theo số điện thoại 0937381978, hoặc đến trực tiếp cửa hàng 55 Sẹt 2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn rõ hơn. Ở đây là thiết bị livestream ổn nhất 2018 và ra mới nhất trong 2018. Nó có hai bản, bản chữ Tàu và bản tiếng Anh.